Chúng ta học bài số bị chia, số chia thương, trang 112. Tôi có phép chia 6 chia 2 bằng 3. Phép chia 6 chia 2 bằng 3 thì cái số đầu tiên ta gọi là số bị chia. Số tiếp theo ta gọi là số chia. Và cái kết quả của phép chia ta gọi là thương. Như vậy, khi muốn tìm thương, ta sẽ lấy số bị chia, chia cho số chia thì sẽ được thương. Và cái 6 chia 2 này, người ta cũng gọi là thương, thương 6 chia 2. Đấy. Bài 1, tính rồi điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu. Ta có phép chia. Phép chia 8 chia 2, nếu số chia, số bị chia, số chia thương. Phép chia 8 chia 2 bằng 4 thì số bị chia sẽ là 8. Số chia là 2, thương là 4. Ở đây, phép chia 10 chia 2 bằng 5, số bị chia sẽ là 10, số chia là 2, thương là 5. Phép chia 14 chia 2 bằng 7, thì số bị chia là 4, là 14, số chia là 2, thương là 7. Phép chia 18 chia 2 bằng 9, thì số bị chia là 8, số chia là 2, thương là 9. Phép chia 20 chia 2 bằng 10, số bị chia là 20, số chia là 2, thương là 10. Như vậy ta thấy ở đây các phép chia ta thấy số bị chia là những số lớn hơn so với số chia và thương, đúng chưa? Cái số lớn hơn ấy, lúc nào cũng lớn hơn số chia và thương. Nhớ là số đầu tiên trong phép chia ta gọi là số bị chia, rồi đến số chia, rồi đến thương. Đấy, vị trí của các số trong phép tính đấy. Bài tập 2. Tính nhẩm. 2 x 3 bằng 6. 6 chia 2 bằng 3. Ta nhận xét luôn thấy 2 x 3 bằng 6 ở đây là ta thấy đây. Trong phép nhân này ta nhắc lại tên thành phần. Kết quả của phép tính này 2 được gọi là thừa số, 3 là thừa số, 6 là tích. Vậy ta lấy ở đây ta dưới đây ta có phép chia 6 chia 2 bằng 3. Tích ở trên cái phép nhân này chính là số bị chia ở phép nhân này, đúng không? Và cứ số hạng 2 và 3. Số hạng 2 lại là số chia và thương là 3. Vậy từ một phép nhân ta sẽ có thể viết được ở phép chia. Phép chia tương ứng ta lấy tích chia cho thừa một thừa số thì được thừa số còn lại, đúng chưa? Lấy 6 chia 2 thì được 3. Tôi phép chia 2 x 4 bằng 8. Như vậy 8 chia 2 thì sẽ bằng 4. Vậy 8 chia 2 bằng 4. 2 x 5 bằng 10. Vậy ta lấy 10 chia 2 thì sẽ được 5. 2 x 6 bằng 12. Vậy ta lấy 12 chia 2 thì sẽ bằng 6. Bài 3. Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống theo mẫu. Ta có phép nhân 2 x 4 bằng 8. Ta sẽ viết được phép chia 8 chia 2 bằng 4, 8 chia 4 bằng 2. Vậy ta thấy là ta lấy tích chia cho thừa số 2 thì được thừa số 4. Vậy ta có phép chia 8 chia 2 bằng 4, đúng không? Ở đây 8 chia 4 bằng 2, người ta đã lấy tích chia cho thừa số 4 thì được thừa số 2, đúng không? Như vậy là ta thấy là lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia. Đấy, 8 chia 4 bằng 2, 8 chia 2 bằng 4. Vậy từ một phép nhân, ta viết được hai phép chia tương ứng bằng cách là lấy tích chia cho thừa số này được thừa số còn lại. Ở đây, cái phép chia này thì ta thấy số bị chia là 8. 2 được gọi là số chia, 4 là thừa. Vậy thì ở phép chia này ta thấy số bị chia sẽ là 8. Rồi đến số chia là 4. Thương sẽ là 2. Vậy từ phép nhân này ta sẽ viết được hai phép chia nào? Ta lấy tích là 12, đúng không? Ta chia cho 2 thì sẽ được thừa số còn lại là 6. Lấy 12 chia 6 thì được cái tích được cái thương là cái thừa số còn lại là 2. Ở phép tính này ta thấy số bị chia ở đây là 12. 2 là số chia, 6 là thương. Đây 12 là số bị chia, 6 là số chia,
2 là thương. Từ phép nhân 2 x 9 bằng 18, ta lấy tích là 18. Chia cho một số hạng, chia cho 2, à chia cho một tích, một thừa số. Chia một thừa số, chia thừa số 2 chẳng hạn đúng không? Thì ta sẽ được thừa số còn lại đó là 9. Lấy 18, bây giờ ta sẽ chia cho thừa số 9 này thì sẽ được bằng cái thừa số còn lại đó là bằng 2. Ta có 18 chia bằng 9 thì 18 được gọi là số bị chia. 2 là số chia. 9 là thương. 18 là số bị chia. 9 là số chia. Thương là 2.